chào Trinh Xu. Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình cùng nhau đọc quyển tiếng Việt lớp 1 tập 1 nhé. Ngày hôm nay mẹ sẽ dạy cho Trinh Xu đọc bài học đầu tiên của sách tiếng Việt lớp 1 tập 1. Và trước khi vào học thì chúng mình sẽ đọc lại một lần nữa bằng chữ cái nhé. Vâng ạ. Trinh Xu đọc to lên mẹ nào. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ học bài đầu tiên nhé. Đây nha. Đây. Bài đầu tiên bắt đầu bằng âm E. Con đọc to cho mẹ. E. 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 Ở bài 1 thì chúng mình sẽ học nguyên âm E. Con nhớ nhé, âm E. Bây giờ con nhìn ở trên hình này. Chúng ta có hình em bé, hình con ve, hình xe, xe đạp và em bé. Đây là quả me. Bé, con đọc cho mẹ. Bé. Bé sắc bé. Đây là bé, mẹ đã viết lên đây này. Bé. Bé. Có âm e, con nhìn chưa? Chúng mình có âm e này. Con đọc cho mẹ. Bờ e bé sắc bé. Tiếp đến là quả me. Quả me chúng ta cũng có âm e. M e me. M e me. Em bé. Và chiếc xe thì ở chiếc xe này chúng ta cũng có âm e. Sở e xe. Đúng rồi. Còn con ve. Đây là chữ của con ve. Ve. V e ve. Chúng ta có âm e đúng không? Chúng mình ôn lại một lần nhé. E. E. Bà, e. Bà, bé. 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 Bờ e bé rất bé. Me. Mờ e me. Bé. Bé. Me. 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 Xe. Xe. Ve. Ve. Bây giờ Trinh Xu đánh vần lại cho mẹ từ bé nào. Bé bờ e bé sắc bé. Đọc to lên. Bờ e be sắc bé. Đúng rồi. Anh vần từ me cho mẹ nào. Mờ e me. Anh vần lần nữa. Mờ e me. Xe. Sờ e xe. Sờ e xe. Sờ này không cong lưỡi. Sờ. Sờ e xe. Đọc lại một lần nữa. Sờ e xe. Chỉ cần nhớ. Ngày hôm nay con sẽ chỉ nhớ chúng ta học âm e này. Và tí lát nữa con sẽ học viết chữ e. Nhớ chưa? Viết chữ e và sẽ ghép chữ là bé và me, ve, xe nhá. Con đọc lại nào. E. 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 Bé. 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 Ve. 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 Xe. 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 Me. 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 Bây giờ đánh vần cho mẹ nào. Bờ e be sắc bé. Bờ e be sắc bé. Mờ e me. Mờ e me. Chào tạm biệt.
tạm biệt các bạn đi và hẹn gặp lại các bạn trong một video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.